Từ xa xưa, cư dân miền Tây đã tập thích nghi với vùng quê sông nước bằng cách học bơi và luyện tập cho con cháu biết bơi từ khi còn rất nhỏ. Đối với người dân miền quê thì việc học bơi chỉ đơn thuần là để ứng phó với điều kiện tự nhiên. Chỉ cần một bập dừa, thân chuối hay chiếc phao là đủ, và khi bơi cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên, việc bơi lội trên kênh rạch cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm từ các loài thủy sinh độc hại, mà hơn hết là ảnh hưởng không nhỏ từ ô nhiễm môi trường. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao nói chung, môn bơi lội nói riêng cũng ngày càng được nâng cao. Việc đầu tư xây dựng các hồ bơi trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia luyện tập bơi lội. Hầu hết tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay đều có hồ bơi với nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện bơi lội cho người lớn và trẻ em. Thực hiện chỉ đạo của chính quyền các cấp, đồng thời tham gia phát triển phong trào bơi lội, trường tiểu học Kiên Hương 1, Thị Trấn Kiên Hương đã xây dựng câu lạc bộ bơi lội và được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Nhờ đưa môn bơi vào dạy chính khóa môn thể dục, cộng với việc mở thêm các lớp dạy bơi trong dịp hè, đến nay tỷ lệ học sinh của nhà trường biết bơi rất cao. Khi đưa môn bơi lội vào trong quá trình giảng dạy thì chúng tôi chủ yếu là trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản về bơi lội như là nổi nước, lướt nước, nước đạp chân, lướt nước quạt tay và cuối cùng là hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. Sau khi kết thúc khóa học thì các em đã nắm được kỹ thuật và đa số các em đã bơi được. Luyện tập bơi lội không chỉ giúp các em trang bị cho mình kỹ năng tự vệ trong môi trường sông nước, mà bơi lội còn là bộ môn thể thao rèn luyện về sức dốc rất tốt. Và hơn nữa, trong quá trình luyện tập bơi lội, nhiều em có năng khiếu và yêu thích bộ môn này đã theo đuổi và tham gia vào các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp, góp phần phát triển thành viên đội tuyển bơi lội của tỉnh. Bơi lội còn là bộ môn thể thao có tính giải trí cao, giúp mọi người thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Bãi biển, hồ bơi nhân tạo là những khu vui chơi thu hút khách vào các dịp lễ Tết, cuối tuần. Đó cũng là dịp để cha mẹ có thể luyện tập cho con, bơi cùng con, để con cảm thấy thú vị khi bơi và nhanh chóng thích nghi với môi trường nước. Vì những lợi ích thiết thực đó, Sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang vẫn thường xuyên tuyên truyền, tổ chức tập luyện, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ, tổ chức dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng. Các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, giải bơi lội và hội thi cứu đuối cho học sinh, thanh thiếu niên và nhân dân trong tỉnh đưa phong trào luyện tập môn bơi lội ngày càng phát triển rộng rãi hơn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.